Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vida Shop. Cũng đến dịp cuối năm rồi, không biết anh em đã chuẩn bị những kế hoạch gì cho năm mới của mình chưa? Gần đây, một số anh em ở ngoại thành chuyên kinh doanh karaoke dành cho các đối tượng học sinh, sinh viên. Những anh em ấy cứ luôn thân thiện với Vida Shop rằng họ đã có dàn karaoke chuẩn rồi, nhưng mà mic hát vẫn chưa hay, lọc âm không tốt nè, hút âm chưa chuẩn nè, pin thì lại yếu, làm ảnh hưởng đến những cuộc vui ca hát và những cuộc nói chuyện hội thảo. Vì anh em ở đây đã biết rằng micro có ảnh hưởng đến 40% chất lượng của những cuộc vui ca hát và ảnh hưởng đến 50% hiệu quả của những cuộc nói chuyện. Nếu như anh em đang gặp phải những vấn đề trên thì đừng lo, vì đã có micro Shure 9900, giá cực rẻ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, lọc âm tốt, hút âm chất, hát cực chuẩn, pin cực khỏe. Trên tay mình đây là chiếc micro Shure 9900 đến từ thương hiệu Shure, một thương hiệu âm thanh rất là nổi tiếng. Được thiết kế cực kỳ đơn giản và tinh tế với một bạc sang trọng, micro Shure 9900 thì thẳng cho chút không khác gì một chiếc micro cao cấp. Nói về chiếc micro Shure 9900 là phải nhắc ngay tới tính năng lọc âm rất chuẩn tới 98%. Với chiếc micro này, những hiện tượng nhiễu, hú, rè từ xuất hiện trên những chiếc micro giá rẻ thông thường hoàn toàn được khắc phục. Micro Shure 9900 có khả năng hút âm cực tốt, khoảng cách hút âm có thể đạt được từ 20-30cm từ miệng của người hát cho tới micro. Do đó anh em không cần thiết phải có quá nhiều kỹ năng cầm mic mới có thể sử dụng được micro này. Ngoài ra, micro Shure 9900 hỗ trợ anh em hát cực nhẹ, cực trong sáng và lên cao cực kỳ dễ dàng. Shure 9900 cho chất âm cực kỳ tốt, mang lại sự trung thực và rõ ràng trong từng lời hát. Bên cạnh đó, micro Shure 9900 còn có khả năng chống hú rít cực kỳ tốt do sử dụng sóng UHF, do đó khi hát anh em sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa. Một đặc điểm nổi bật khác của micro Shure 9900 là thời lượng pin rất khủng. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng micro này trong vòng 4-5 tiếng mà không lo sợ hết pin. Có thể nói micro Shure 9900 rất phù hợp với những anh em đang kinh doanh karaoke mà đối tượng phục vụ là những học sinh, sinh viên có tần suất sử dụng rất cao và cũng phù hợp với những cuộc nói chuyện hội thảo kéo dài hàng giờ đồng hồ. Chỉ với 1.900.000 đồng, anh em đã hoàn toàn có thể sử dụng cặp micro Shure 9900 với những tính năng cực kỳ chất lượng, lọc âm chuẩn 98%, hút âm cực chắc, pin cực khỏe. Còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay với Vida Shop thông qua hotline 0902 699 186 hoặc 0902 799 186 để có thể sở hữu ngay cặp micro chuẩn này nhé. Và một điều tuyệt vời nữa, khi anh em mua cặp micro Shure 9900 này, anh em còn nhận được một gói quà lên tới 1.400.000 đồng, bao gồm một dụng cụ chống lăn, sách hướng dẫn sử dụng âm thanh, dịch vụ cân chỉnh âm thanh tại nhà và chân đế micro chất lượng. Quá tuyệt vời đúng không nào? Anh em hãy liên hệ ngay với Vida Shop để có thể sử dụng ngay cặp micro Shure 9900 này và cùng vào quà tặng hấp dẫn nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video đến giờ phút này. Chúc anh em làm ăn ngày càng phát đạt. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.